Chúng ta đã có mặt tại nhà hàng Mai Thủy để cùng chứng kiến buổi tổ chức lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Đình Huy và Thu Hòa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Hải Hà xin được thay mặt cho gia đình đỡ lời cho cô dâu chú rể. Xin được gửi tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Toàn thể quý vị và các bạn, trải qua một thời gian dài tìm hiểu và cho đến ngày hôm nay đã thực sự là chín muồi, được sự đồng ý của chính quyền đoàn thể của hai địa phương cũng như là sự chấp thuận của hai bên gia đình, buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Đình Huy và Thu Hòa được diễn ra thật trang trọng tại hôn trường cưới của nhà hàng Mai Thịnh. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây tôi xin trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Đình Huy và Thu Hòa chính thức được bắt đầu. Và sau đây xin mời quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật to, thật dài để chúng ta cùng chào đón chú rể Đình Huy của chúng ta. Và một tràng pháo tay thật dài thật to nữa quý vị. Xin trân trọng kính mời chú rể Đình Huy lên sân khấu. Kính thưa quý vị và các bạn đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta, và là một gương mặt rất là đẹp trai, rất quen thuộc và đang hiện diện trên sân khấu, đó chính là chú rể Đình Huy của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, có chú rể rồi thì nhất thiết phải có cô dâu, và sau đây xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật to thật dài nữa để chúng ta cùng chào đón cô dâu Thu Hòa xinh đẹp. Và xin được trân trọng kính mời ông Đặng Thành Giáp sẽ dẫn cô dâu xinh đẹp Thu Hòa tiến lên phía trên hậu trường. Và sau đây xin mời chú rể chúng ta hãy cùng tiến xuống phía dưới để đón cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, người cha đã sinh thành ra cô dâu Thu Hòa xinh đẹp đó chính là ông Đặng Thành Giáp, đã giao cô con gái yêu quý nhất của mình dành cho chú rể Đình Huy hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta đó chính là đôi tân lang và tân gia nhân, chú rể Đình Huy sánh duyên cùng cô dâu Thu Hòa. Và để cảm ơn tới toàn thể các quý vị thân khách đã đến đây chúc phúc cho mình, sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật, vâng ạ, xin lỗi, hãy dành một cái cúi chào để cảm ơn tới toàn thể các quý vị thân khách có mặt trong trường hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, các cụ xưa ta đã nói, người ta có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và để cho buổi tổ chức lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Đình Huy và Thu Hòa được diễn ra trang trọng hơn nữa thì không thể thiếu sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình, đó chính là những người cha, những người mẹ đã sinh thành ra cô dâu và chú rể. Họ sẽ tiến lên trên sân khấu để ra mắt tới toàn thể các quý vị thân khách có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu về phía gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Mai và bà Trịnh Thị Thịnh, và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Đại diện cho bên gia đình nhà gái xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Đặng Thanh Giáp và bà Nguyễn Thị Hương, và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta là những người cha, những người mẹ đã sinh thành ra cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và cho Hải Hà giới thiệu kỹ lưỡng hơn một chút đi nữa về phía gia đình nhà gái, ông Đặng Thanh Giáp và bà Nguyễn Thị Hương. Và đứng sát Hải Hà đây là song thân phụ mẫu, người cha người mẹ đã sinh thành ra cô dâu Thu Hương
Thu Hà xinh đẹp của chúng ta. Và đại diện cho bên gia đình nhà trai, ông Nguyễn Đình Mai và bà Trịnh Thị Thịnh, đó chính là song thân phụ mẫu, người cha người mẹ đã sinh thành ra chú rể Đình Huy đẹp trai. Vậy là trên sân khấu của chúng ta đã đầy đủ các gương mặt quan trọng cho ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ Đình Huy và Thu Hòa. Cùng với đó là sự hiện diện đông đủ của toàn thể các quý vị thân khách ở các phòng điền đã trở về với hôn trường phòng cưới để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Một lần nữa, xin mời quý vị, anh chị và các bạn chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa. Gia đình ông bà Mai Thịnh và gia đình ông bà Giáp Hương hôm nay có con dâu con rể mới tràn đầy niềm vui, mong con vươn lên lên người, gà chồng dựng vợ, gái trai vẹn toàn, cây có gốc suối có nguồn, tuổi già thanh thản cháu con sum vầy. Và để liên tục chương trình, sau đây xin được trân trọng kính mời ông Đặng Thanh Tuấn, trưởng đoàn họ gia đình nhà gái sẽ lên trên sân khấu có đôi lời phát biểu trao dâu nhận rể. Tình yêu năm mình, đầu năm bà, công hoàng để công hình cho bác. Còn được mà, hôm nay chúng tôi đến với đội trưởng Bắc Giang, liên cháu công hoàng về làm chồng cùng con của gia đình Bắc Giang, Bắc Bài, Bắc Bình. Đây là, đầu tiên công ty Bắc Bình xin chân thành cảm ơn lần nghe và chất đoán là những người rất mến và những người rất là bài hát. Chúng ta cũng luôn muốn chúc phúc tất cả mọi gia đình. Vâng, xin được cảm ơn những tràng pháo tay cũng như rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn ông Đặng Thanh Tuấn đại diện cho gia đình nhà gái đã có những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cũng như là trao cô dâu Thu Hòa xinh đẹp về cho gia đình ông bà Mai Thịnh. Quả đúng là lời ông nói thì ân tình đồng thắm. Lời tôi đây cũng muốn gửi gắm đôi câu. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Doãn Văn Học, trưởng đoàn họ gia đình nhà trai cũng sẽ lên trên sân khấu có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội trường. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô, dì, chú, bác, anh chị em của hai gia đình. Tôi là chú của cháu Đình Huy, rất vinh dự được làm vị đại diện cho họ nhà trai hôm nay. Lời đầu tiên xin được nồng nhiệt đón chào quan viên hai họ của gia đình nhà gái và toàn thể sự hiện diện của tất cả quý vị đã dành thời gian tình cảm tốt đẹp nhất đến đây để chung vui cùng hai họ và chúc phúc cho hai cháu Đình Huy và Thu Hòa được trăm năm hạnh phúc. Thưa quý vị, qua lời của ông đại diện họ nhà gái thay mặt cho họ nhà trai, tôi hoàn toàn đồng ý và nhất trí với ý kiến của ông. Thưa quý vị, đại diện cho các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà trai và thay mặt cho ông bà Mai Thịnh, ngày hôm nay tôi chính thức nhận cháu Thu Hòa, chính thức là con dâu của ông bà Mai Thịnh và là cháu dâu của các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà trai chúng tôi ở trên Sơn La này, và cũng chính thức trao cháu Đình Huy được làm con rể của ông bà Hương Giáp và là cháu rể của các cụ, các ông, các bà ở quê hương Bắc Giang. Thưa quý vị, có thể nói hôm nay là một ngày vui của hai họ, hai gia đình, và cũng là một ngày vui đáng nhớ của hai cháu Huy và Hòa. Bởi từ đây hai cháu sẽ bước vào một cuộc sống mới,
sẽ có nhiều những niềm vui và những lo toan của cuộc sống đời thường. Đòi hỏi hai cháu phải nỗ lực phấn đấu để vun đắp gia đình được ấm no hạnh phúc, và để đạt được điều này rất mong được sự động viên giúp đỡ của hai họ, hai gia đình và bạn thân của hai cháu để hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Và trước khi dừng lời, tôi xin được kính chúc toàn thể hai họ, hai gia đình luôn có nhiều sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, cùng chúc phúc cho hai cháu Huy và Hòa được trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những tràng vào tay của quý vị, và đặc biệt là cảm ơn ông trưởng đoàn họ nhà trai. Và sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông hãy tiến ra phía trung tâm sân khấu và hãy trao cho nhau cái bắt tay thật là nồng ấm trước toàn thể hội trường ngày hôm nay. Và một tràng thật là lớn nữa thưa quý vị. Xin được thay lời cho ban tổ chức, cháu xin được kính chúc sức khỏe tới gia đình hai ông trưởng đoàn của họ nhà trai và nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vâng, yêu nhau thì xa mấy cũng gần, mặc cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua, dẫu rằng có mưa nắng phong ba, có anh có chị, có ta có mình. Và ngay sau đây, những phần quà hết sức ý nghĩa đến từ những người thân yêu của chú rể sẽ dành tặng tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Trước tiên xin được trân trọng kính mời món quà của người cha người mẹ đã sinh thành ra chú rể Đình Huy dành tặng tới hai con của mình. Xin trân trọng kính mời món quà. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, đúng là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình cha, tình mẹ không thể mòn theo sông núi. Cha luôn sát cánh bên con, giúp con bước vào đời được có dặm thanh thang phía trước. Cha một con vững bước tiến lên, đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Tình bảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở cho đời con. Suốt cuộc đời này, cha mẹ tình dung chất chiêu, nuôi con lớn trong vòng tay ấm áp. Trái nắng trở trời, cha mẹ canh cánh âu lo, chim tung cánh sổ lồng, chim tung cánh bay đến đại dương, đến bến đậu yên bình, nhưng con vẫn trong vòng tay của cha mẹ. Suốt cuộc đời này, cha mẹ vẫn sống vì con. Và xin được thay lời cho cô dâu chú rể, xin được chân thành cảm ơn món quà của cha mẹ rất nhiều. Tiếp tục xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình. Vâng ạ, gia đình bác Thảo Liễu. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Thảo Liễu. Cũng có một phần quà nho nhỏ để dành tặng tới hai cháu của mình. Xin trân trọng kính mời món quà. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng là chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say. Cô dâu và chú rể đón nhau về thì lòng Đình Huy và Thu Hòa ngất ngây của một chàng trai khôn ngô tuấn tú và một cô gái thủy mị nết na đến hôm nay đã trở thành duyên chồng vợ. Dạ vâng, xin được thay mặt cho cô dâu chú rể xin được chân thành cảm ơn món quà của gia đình bác Thảo Liễu rất nhiều. Và tiếp tục xin được trân trọng kính mời món quà của anh Long. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời món quà của anh Long ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vì đường xá xa xôi cho nên là anh cũng đã nhờ tới gia đình bác Thảo Liễu dành tặng tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin được chân thành cảm ơn món quà của anh Long rất nhiều. Tiếp tục xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Đông. Xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Xuyền. Xin trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Dậu. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Đông, bác Xuyền, bác Dậu.
trọng kính mời món quà của gia đình chú Thái. Thưa quý vị và các bạn, đúng là ai chắc cánh chiếc bay về tổ, mà ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, Đình Huy và Thu Hòa tìm hiểu yêu nhau. Và đến hôm nay thì con tươi đã bổ và chầu này thắm duyên, quả đúng là trai tài gái sắc thề huyền trăm năm. Ví như câu ánh trăng rằm, gương soi đôi bóng nghìn năm không mờ. Cửa đầu yêu nhau thì đôi bạn trẻ của chúng ta còn bỡ ngỡ, chỉ cười xấu hổ rồi lại quay đi. Yêu nhau thì không biết nói chi, chỉ cười xấu hổ rồi lại đi không chào. Và để rồi nuôi những ước ao, dựng xây hạnh phúc cảnh đào ngày xuân. Và hôm nay thì đang trong giữa buổi trăng tuần, ngày mai sẽ còn sáng hơn lần chân yêu. Xin được thay lời cho cô dâu chú rể, xin được chân thành cảm ơn món quà của gia đình các bác, các chú luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Vâng, và xin mời toàn thể hội trường chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn với những món quà của các bác các chú đã dành tặng tới cô dâu chú rể ngày hôm nay, thưa quý vị. Tiếp tục xin được trân trọng kính mời món quà của hai em Vân Anh và Minh Anh. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà của hai em Vân Anh và Minh Anh, con của dì Thu Tuế. Và xin được trân trọng kính mời em Hùng lên trao thay cho hai em Minh Anh và Vân Anh. Vì hai em hiện đang ở Phú Quốc, chưa về kịp, cho nên là gửi món quà để nhờ em Hùng dành tặng tới hai chị của mình. Xin được thay lời cho cô dâu chú rể, xin được chân thành cảm ơn món quà của hai em Vân Anh và Minh Anh. À, xin được chân thành kính mời món quà của em trai cô dâu Đặng Thanh Bình. Vâng, cũng có một phần quà nho nhỏ để lên tặng anh chị của mình. Xin mời món quà của em Hùng. Cũng có một phần quà nhỏ nhỏ để dành tặng tới anh chị của mình. Mời món quà của gia đình anh chị Thân Yến. Vâng, xin được chân thành cảm ơn em Hùng rất nhiều. Xin được chân thành kính mời món quà của gia đình anh chị Thanh Yến, cũng có một phần quà nho nhỏ để dành tặng tới hai em của mình. Và xin được thay lời cho cô dâu chú rể, xin được chân thành cảm ơn những món quà của các anh chị, các em đã dành tình cảm cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Xin được kính chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình các anh chị cũng như các em luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy phúc và an khang thịnh vượng. Xin được cảm ơn anh chị Thanh Yến rất nhiều. Thanh Yến. Vâng, và sau đây là khoảnh khắc mà cô dâu và chú rể đã chờ đợi từ rất là lâu rồi, thưa quý vị. Đó chính là khoảnh khắc họ sẽ trao cho nhau kỷ vật đính hôn, đó chính là chiếc nhẫn cưới. Sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy di chuyển lên phía trên. Mời cô dâu chú rể chúng ta di chuyển lên phía trên khoảng 3 bước. Sau đây xin mời cô dâu chú rể làm thủ tục trao nhẫn cưới cho nhau. Và xin mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật to, thật dài thay cho những tiếng pháo để chúc phúc tới đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời chú rể Đình Huy trao nhẫn cưới cho cô dâu Thu Hòa. Và xin mời cô dâu Thu Hòa trao nhẫn cưới cho chú rể Đình Huy. Xin được thay lời cho chú
thể nói với cô dâu của chúng ta rằng tình anh đây chẳng khác nào cây thông trên đỉnh núi, đứng giữa trời nghe gió thổi vi vu, mặc cho bão tố hay sương mù, lòng trung thủy nguyện theo em mãi mãi. Và cũng xin được thay lời cho cô dâu Thu Hà nói với chú rể Đình Huy của chúng ta rằng tình em đây chẳng khác nào cây cổ bách, suốt một đời im bóng đáy sông sâu, mặc cho nước chảy về đâu, lòng trung thủy nguyện theo anh suốt đời. Sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta cầm tay nhau và cùng di chuyển sang phía bàn tiệc bánh để làm thủ tục cắt bánh gato. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cầm tay nhau và cùng cắt lên chiếc bánh ngọt ngày hôm nay. Và một tràng có tay thật lớn nữa thưa quý vị. Vâng, bánh này vỏ trắng ruột trong, bánh này được ướp hương nồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình chàng ý thiếp muôn đời thủy chung. Chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ Đình Huy và Thu Hòa luôn luôn ngọt ngào như chiếc bánh ngọt ngày hôm nay. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy di chuyển sang phía bàn tiền rượu để làm thủ tục rót rượu xung quanh. Xin mời chú rể Đình Huy chúng ta mở chai rượu đầu tiên. Kính thưa quý vị và các bạn, chai rượu của chúng ta ngày hôm nay tượng trưng cho những công việc sau này, những ngọt bùi đắng cay mà cô dâu chú rể của chúng ta sau này sẽ gặp phải. Sau này bước đường đời của họ sẽ còn gặp rất nhiều những khó khăn, những gian khổ, nhưng mà họ sẽ luôn tay trong tay để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ sau này. Vâng, vậy là chai rượu đầu tiên chú rể Đình Huy của chúng ta đã bật tung nắp. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể, chúng ta hãy cầm tay nhau và cùng rót lên chiếc thang rượu. Và một tràng pháo tay thật to, thật dài hơn nữa để chúc phúc tới đôi bạn trẻ của chúng ta thưa quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, chưa có giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta bên thân, Đình Huy đón Thu Hòa về, lòng Đình Huy ngất ngây của một chàng trai khôn ngoan tuấn tú và một cô gái tùy mị nết na, đến hôm nay đã trở thành duyên chồng vợ, gia đình hạnh phúc hai ta, cô dì chú bác gần xa đến mừng, mừng cho chị giỏi anh tài, mừng cho hai họ gái trai xuân vầy. Hôm nay họp mặt tại đây, chúc cho đôi lứa sau này hạnh phúc hơn. Tiếp tục xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiếp tục rót lên chiếc nắp rượu. Hãy để lại một nửa chai rượu ở trong chai để chúng ta rót xuống những ly rượu ở phía dưới. Sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta rót xuống những ly rượu mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở phía dưới. Và sau khi cô dâu và chú rể chúng ta rót xong những ly rượu ở phía dưới thì xin mời chú rể Đình Huy hãy cầm từng ly rượu một để kính chúc lên sức khỏe bố mẹ vợ mình. Cô dâu cầm từng ly rượu một để kính chúc lên sức khỏe bố mẹ chồng mình. Sau đó cô dâu chú rể chúng ta quay trở lại mỗi người một ly rượu. Sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy chúc ly, chúc sức khỏe tới cha mẹ của mình đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn thì ngàn đời vững chãi, nước trong nguồn mãi mãi vẫn tưới trong. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta di chuyển ra phía trung tâm sân khấu và hãy ngoắc chéo tay nhau. Vâng, và cho Hải Hà xin được làm chiếc cầu nối nối giữa hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể tới toàn thể các quý vị thân khách có mặt trong hội trường. Vậy xin mời quý vị chúng ta cùng rót rượu ra những chiếc ly ở bàn của mình thưa quý vị. Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng đâm đầy ly rượu của mình lên đi ạ. Chén quý vị đã có rượu chưa? Hải Hà muốn được nhìn thấy những chiếc ly của quý vị ạ. Hải Hà đến từ 1 đến 3. Xin mời quý vị chúng ta cùng dô thật to để chúc phúc tới đôi bạn trẻ ngày hôm nay được không ạ? Vâng, chén quý vị được rồi ạ. 1, 2, 3, dô! Vâng, xin mời hai bên gia đình, cô dâu chú rể cùng toàn thể các quý vị thân khách chúng ta cùng cạn ly rượu cao đôi ngày hôm nay. Vâng, hôm nay sum họp chúc mai, tình chúc một khắc nghĩa dài trăm năm.
chúc cho tình hôn gia giữa hai bên gia đình ngày càng keo sơn gắn bó, chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và chúc cho toàn thể các quý vị thân khách có mặt trong hiện trường ngày hôm nay luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình ông bà Mai Thịnh và gia đình ông bà Giác Hương hãy di chuyển xuống các bàn tiệc ở phía dưới để chúng ta mời những quý vị thân khách đã đến hội trường hôm nay, và xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy nán lại ở sân khấu một ít phút nữa. Vâng, xin được trân trọng kính mời các ông bà hãy tiến tới các bàn tiệc ở phía dưới để mời những quý vị thân khách đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa được chứng kiến buổi tổ chức lễ thành hôn cho đôi mặt trẻ Đình Huy và Thu Hòa.